Hello cả nhà, chào mừng các bạn đã đến với Thế giới Laptop. Ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn những thông tin hay ho về laptop trong tuần vừa qua nhé. iPad trở thành một máy tính thực sự với Windows 10. AMD ra mắt card đồ họa Radeon 7 đầu tiên trên thế giới. Acer ra mắt Chromebook giá rẻ với bộ xử lý của AMD. CES 2019, SanDisk trình diễn USB dung lượng khủng. Dell ra mắt laptop xoay gập. Lâu nay thì Apple vẫn luôn cho rằng iPad là một chiếc máy tính thực thụ, nó có thể giúp chúng ta thực hiện mọi công việc. Tuy nhiên, với nhiều người dùng, làm việc với một chiếc màn hình cảm ứng không hề thoải mái chút nào khi mà chúng ta cứ phải chỉ trỏ liên tục. Còn bây giờ thì bạn đã có thể chạy hệ điều hành Win 10 đầy đủ trên một chiếc iPad nhờ hệ điều hành Windows Virtual Desktop. Đây là một dịch vụ dựa trên nền tảng đám mây Azure. Bạn có thể sử dụng một con chuột không dây kết nối Bluetooth với iPad và sử dụng trong môi trường ảo của Windows Virtual Desktop. Cuối cùng thì bạn sẽ có thể sử dụng con chuột cùng với iPad của mình. Trong nhiều năm trở lại đây, AMD đã bị đối thủ Nvidia của mình bỏ lại khá là xa. Tuy nhiên, tại triển lãm CES 2019, AMD đã cho thấy sự trở lại đầy mạnh mẽ của mình với sự ra mắt của chiếc card đồ họa Radeon 7. Đây cũng là card đồ họa đầu tiên trên thế giới được sản xuất trên tiến trình 7 nanomet. Card đồ họa này khá là lớn, thiết kế đơn giản, trang bị hệ thống tản nhiệt 3 quạt, độ phân giải 4K với 60 FPS, bộ nhớ 16GB, băng thông 1TB trên giây, bớt bộ nhớ là 4000 bit. Sau khi mà HP cho ra mắt hai mẫu Chromebook 14 inch dùng bộ xử lý của AMD, thì mới đây Acer cũng nối gót với sản phẩm mang tên Chromebook 315. Acer Chromebook 315 có màn hình 15.6 inch, RAM bắt đầu từ 4GB đến 8GB, màn hình Full HD với tùy chọn cảm ứng hoặc không, dùng bộ xử lý AMD A6-9220C hoặc A4-9120C, thế hệ thứ 7 với đồ họa Radeon, thời lượng pin khoảng 10 giờ, bàn phím có đèn nền. Máy này thì có giá bán từ khoảng 4,4 triệu đồng và sẽ được ra mắt tại Bắc Mỹ vào tháng 2 tới. Như chúng ta đã biết thì USB là một công cụ khá là tiện dụng trong thời đại kỹ thuật số này. Và một chiếc USB có kích thước nhỏ dung lượng khổng lồ lại càng tiện dụng hơn nữa. Tại CES 2019 thì SanDisk đã trình làng USB có dung lượng lớn nhất từ trước đến nay, lên tới 4TB, tương ứng với 40 video clip dung lượng 100GB. Với 4TB, người dùng có thể lưu trữ tới 40 video clip 4K, mỗi phim có dung lượng là 100GB. Nếu tính phim Full HD 4GB thì số phim bạn có thể lưu trên USB này lên tới 1.000. Dù có dung lượng khổng lồ nhưng mà USB này vẫn đủ nhỏ để đút vào túi quần một cách thoải mái. Mới đây thì Dell đã cho ra mắt mẫu laptop xoay gập 2-trong-1 thuộc dòng Latitude với tên gọi là Latitude 4700. Mẫu này đã được trang bị công nghệ Express Sync-in có khả năng tự động cảm nhận được sự hiện diện của người dùng. Về mặt cấu hình, máy có màn hình Full HD 14 inch, được phủ kín cường lực Gorilla Glass 5, dùng CPU Core Whitgate Lake thế hệ thứ 8 của Intel, kết hợp GPU Intel UHD Graphics 620, RAM 16GB và ổ cứng SSD lên tới 2TB. Đây cho biết Latitude 7400 có thể hoạt động tới 24 giờ. Máy sẽ được bán lại ở một số thị trường chọn lọc bắt đầu từ tháng 3 năm nay với giá từ khoảng 37 triệu đồng. Trên đây là những thông tin mà mình đã gửi đến các bạn và các bạn có điều gì muốn chia sẻ thì hãy comment bên dưới nhé. Và đừng quên like, share và subscribe cho kênh Thế giới Laptop. Xin chào và hẹn gặp lại!